hai bẻ rau tập tàn bậy bạ gì, bắt ốc bắt cua gì đó rồi bán cho người ta rồi kiếm tiền sống. Dạ. Một ngày như vậy cô đi hái rau được bao nhiêu tiền? Có cũng bao nhiêu đâu, cũng từ 20 ngàn trở xuống không à, không có lên nữa. 20 ngàn như vậy rồi làm sao mà đủ để mà mình trang trải cuộc sống? Cứ gán đi mốt 3 ngày 4 ngày thì được cũng 40 ngàn. Bán một ngày nay thì để lại 4 ngàn 5 ngàn gì đó. Dạ. Rồi để sống nữa, rồi dạ, đi bẻ nữa, đi hái nữa, rồi đi bắt ốc nữa. Dạ. Có được thì đi bán nữa, rồi kiếm dạ tiền để lại. Dạ. Rồi sống được 1 ký gạo, rồi bặt là có con cá hay gì đó là lâu lâu mới được ăn con cá. Trời ơi. À. Trời ơi, mở lên mở xuống nè, nó vuột cái này nè. Rồi tối cô đóng cửa sao? Đóng như dở quá trời luôn á, dở cái cửa hoài luôn á, dở. Rồi nhầm khi mẹ bả thức sớm đi á thì bả dở không nổi hơn hả, cái đèn cái đùng cái đằng vậy đó, còn hơn là cái gì nó hết hồn hết vía luôn. Cái bả mở rồi ấy nó khổ vậy nè. Đó thành ra tính đi mua cái đồ làm á cái cũng không tiền. Thành ra mới để vậy luôn, đóng vậy luôn. Cửa sổ cũng vậy luôn á cô? Cửa sổ lâu lắm đó, không có làm được luôn. Tính mốt mốt tiền hả? Mình che lại cái xu cái miếng vậy thôi hả cô? Che bằng đêm sợ. Rồi tối rồi cô đóng cửa sổ đóng sao? Đóng vậy nè, đóng kéo nó vậy, kéo nó vậy, rồi dở lên vậy nè, đóng. Rồi cái che nó vậy nè, nếu mà mưa thì cũng che vậy luôn. Mưa cũng che vậy luôn. Trung xin kính chào quý cô chú anh chị, quý khán giả đang quay trở lại với kênh Hoàng Trung TV. Và kính thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay Trung cũng được sự giới thiệu cũng đến một hoàn cảnh gia đình ở đây. Thì cũng có nghe hàng xóm chia sẻ đến hoàn cảnh thì nói hiện tại thì bà đang sống với một người con gái. Và người con gái cũng hàng ngày đó cũng đi hái rau để mà đi bán, một ngày vậy thu nhập khoảng 17-20 ngàn thôi quý cô chú anh chị, để mà lo cho bà. Bà thì cũng lớn tuổi rồi, chỉ ở một chỗ thôi, căn nhà thì cũng dột nát hết rồi. Ở dưới đất thì cũng như là mưa ngập nước dữ dội lắm quý cô chú anh chị. Thì bây giờ Trung cũng xin mời quý cô chú anh chị cùng thăm hỏi gia đình coi thì cũng như cuộc sống ra sao nhé. Đây, cô chú anh chị. Con chào gia đình nha. Dạ, con xin chào bà. Dạ, con xin gắn mic để con trò chuyện với bà chốt ha, con để đây đi. Rồi. Dạ. Bà tên gì, bà cho cô chú anh chị biết không bà? Con tôi bị đau dò đi không nổi. Không, bà tên gì vậy? Bà tên gì? Nói cô chú anh chị nghe. Tên Minh Hiện. Dạ. Tên Minh Hiện. Bà nói chuyện nghe không rõ. Tên Minh Hiện. Tên Huỳnh Thị Hẹn. Cô tên Minh Hiện. Huỳnh Thị Hẹn. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? Tôi vô năm 4 sao rồi vô 70 con. Anh vô 80 con. 80 tuổi. Dạ. Rồi hiện tại bà sống ở đây với ai? Sống nhỏ nhỏ đó. Người con gái ha. Nè. Hồi nước ngập nữa, hồi đau giò đi không nổi nữa. Bà đang bệnh đau giò đó. Đau giò đi không nổi nó nước ngập nữa. Còn bị gì nữa không bà? Không có gạo ăn nữa. Rồi bà có mấy người con lận bà? Có 2 người nè. Có 2 người con thôi? 2 người con gái, con trai đi vậy nè, trai đi theo vợ rồi. Còn một người con gái này có gia đình không hả chị? Không có gia đình đâu, con gái cũng không có đình gia đình luôn. Dạ. Rồi cuộc sống hàng ngày của mình đó, có gì để mà mình sinh sống mỗi ngày? Có gì làm gì không? Bây giờ ông nhỏ này, bẻ rau muống. Bẻ rau muống. Bẻ rau tàn. Ở đây có mưa dột dữ không bà, nhà của mình? Không có dạo có bị nước ngập đó, nước ngập đi không được, đi lộ nó không được. Dạ, đi nước ngập với cô chú anh chị thì... Bị đau dò đi không được. Hình đèn đất ở đây nó quá thấp á, rồi ở đây đường lộ quá cao. Trời mưa lại thì nước chảy vô nhà, rất là sình lệ với cô chú anh chị. Rồi bà cũng bị đau dò đó bà? Đau dò đi không nổi, nước ngập. Dạ. Dạ, cho con xin chào cô. Dạ bà, để con xin trò chuyện với cô chút đi nha. Dạ. Đây, dạ, xin năm nay cô nhiêu tuổi rồi hả? Năm 55 rồi. 55 tuổi rồi, cô cũng rất là lớn tuổi với cô chú anh chị.
Và hiện tại cô cũng không có gia đình hả cô? Dạ có gia đình gì đâu, không có gia đình hồi đó có mà giờ ổng mất lâu rồi. Dạ. Có ơn đi sống vậy hả? Dạ, sống vậy bây giờ là cũng như là lo cho mẹ. Dạ, cũng lo cho mẹ. Dạ, rồi nãy thì bà có nói là hằng ngày chỉ có đi hái rau muống thôi hả? Hái bẻ rau tập tàn bậy bạ gì, bắt ốc, bắt cua gì đó rồi bán cho người ta rồi kiếm tiền sống. Dạ, một ngày như vậy cô đi hái rau được bao nhiêu tiền? Có, cũng bao nhiêu đâu, cũng từ 20 ngàn trở xuống không à, không có lên nữa. 20 ngàn như vậy rồi làm sao mà đủ để mà mình trang trải cuộc sống? Cứ gán đi mốt 3 ngày, 4 ngày thì được cũng 40 ngàn. Bán một ngày nay thì để lại 4 ngàn, 5 ngàn gì đó. Dạ. Rồi để sống nữa, rồi dạ, đi bẻ nữa, đi hái nữa, rồi đi bắt ốc nữa. Dạ. Có được thì đi bán nữa, rồi kiếm dạ tiền để lại. Dạ. Rồi sống được 1 ký gạo, rồi bặt là có con cá hay gì đó là lâu lâu mới được ăn con cá. Trời ơi. Rồi bắt ốc thì ăn kho sả rồi đó, kho hoài, ăn hoài vậy đó. Rồi chừng nào có tiền hái rau tập tàn đồ bán thì có con cá ăn. Dạ. Rồi nãy có nghe bà chia sẻ là bà bị bệnh vậy hả? Bà nói bà hơi nhức giò, đau giò á con. Đau giò rồi chân cũng như là đầu gối cũng như là nhức rồi đi lại không có được. Đi lại không được, đi hơi nhẹ rồi được, rồi đi mạnh quá bà té luôn. Dạ. Ở đây thì con có thấy được ở nhà mình có để cái gạch ở đây là như thế nào vậy hả con? Cứ như là để đại thôi chứ không có cái gì chân. Tại hôm đó là mối có tiền đó rồi chồng chết đó. Dạ. Cái để lại tới giờ luôn, lâu lắm rồi. Mấy bây giờ nè mới còn để đại vậy thôi chứ không có còn cái gì nữa hết á. Dạ. Để đại thôi. Cũng như là lúc đó là gia đình mình cũng còn dư ít tiền. Cứ nghĩ đâu là mua để lót cái nền nhà. Chẳng lo lót, nặng lo lợi tới chừng ổng mắc đi khỏi luôn. Để tới giờ luôn, để dành dụm luôn, không có cái gì hết. Cái căn nhà của mình ở đây là cũng được nhà tình thương hay là như thế nào? Cái này nhà tình thương lâu rồi, cho bà già hồi đó lần đó. Mà dạ, sửa sang là hoài móp vậy đó. Dạ. Rồi để cho mấy ổng nặng mà lo dùm. Dạ. Đó, rồi để mình quá trời rồi bà già không chịu. Dạ. Bà nói thôi quá trời mình dành dụm mình lo đi, chừng nào mình mấy ổng thấy mà mấy ổng cũng tiếp mình. Dạ. Đó tới giờ đó, cho mấy ổng mà tiếp đó. Vậy đó. Cho ai hả? Ai tiếp? Ai tiếp vậy con? Hả? Ai tiếp? Cũng như là cho để cho mấy ông lại coi nhà coi cửa rồi tiếp mình. Đừng có để cho gách ngưới vậy đó. Dạ. Được cái nhà vậy đó. Rồi con thấy để cái thao ở đây làm gì hả? Này bà mẹ bả đi xách đi giặt đồ ha, hai bộ đồ hồi nãy ha. Nước không có đi tới dưới sông lận đó. Rồi tôi mắc nấu cơm. Trời ơi. Nhà mình cũng không có nước xài luôn. Có nước mà đều này mình kẹt quá không có tiền đóng á. Có rồi cái đi bán gì thì mới đóng cho người ta rồi mới có nước xài. Không ấy thì đi xuống sông rồi vậy. Rồi có nghĩa là gia đình của cô là mình không có tiền đóng nước, bây giờ người ta cắt nước. Đâu không hả? Còn đóng hoài à. Mà có tiền thì đóng hoài mà không có cắt. Nhưng mà tại sao mình không xài, tại sao tốn tiền hay sao? Không phải, không có tiền vậy đó. Đi mặn ít tiền vậy đó. Đi mặn cũng ít tiền vậy ít đó. Ít tiền cho nên mình không có tiền đóng cho nên mình không có xài. Không xài chừng nào bữa ngày nào cái tháng nào mình có tiền đóng thì người ta mở nước lại cho mình xài. Vậy đó. Nhưng mà bây giờ người ta đang tắt nước mà này đúng không? Đang tắt nước rồi tới đóng rồi thì người ta mở cho mình xài nữa. Vậy thôi. Kính thưa quý vị thì vậy quá đó. Khổ đi gia đình tới nước xài và không có tiền để đóng luôn đó cô chú anh chị. Tại vì thu nhập ở đây chỉ có hai mẹ con, cũng như là chỉ đi bẻ la rau bán có một ngày 20 ngàn thôi. Cô chú anh chị nghĩ 20 ngàn không thể nào đâu vào đâu được. Rồi cũng như cơm nước này kia hàng ngày đó, rồi sao mà đủ gạo này kia mình nấu ăn. Con chó thằng kia. Cũng như là 20 ngàn vậy đó, rồi sao mà mình đủ cái mình nấu để mua gạo và mình đồ ăn. Biết sao không, mà tôi nói mà 20 ngàn thì mua gạo 1 ký đi, rồi để mấy vài ngàn đó thì để lại vậy đó, rồi kho ốc đồ ăn. Chứ không có làm cái gì nữa hết. Cô cũng chưa bao giờ là dám mua thịt heo để ăn luôn đúng không? Chưa luôn, không ăn luôn, tại cũng thèm mà mua đâu được, đâu đã có bao dám lâu mua. Rồi cô không có được ăn thịt heo không? Cũng như là đã bao lâu rồi cô không có trời mua thịt heo? Trời ơi, biết lâu lắm rồi.
đi cứ bắt ốc hái rau ăn khô quẹt vậy thôi. Rồi bây giờ thì được, bây giờ hơi đã đỡ bán ốc nhiều quá, người ta mua cho cá cho lương rồi đó, cái đó được tiền nhiều thì mua được con cá ăn mới đỡ đỡ, ăn với cơm. Dạ. Ừ. Thôi bây giờ con cũng xin phép cô đi ra sau để quay cho cô chú anh chị xem căn nhà của mình chút. Ừ. Đây kính cô chú anh chị, căn nhà cũng được nhà tình thương nhưng mà đã lâu rồi, nó cũng dột nát rồi. Rồi cái nền đất thì nó quá trời giống như là thấp quá đi, nước chảy vô là nó phải cũng dột. Cô chú anh chị ơi. Trời ơi, rồi nhà sau của mình là dột hết trơn cho nên có gì đâu mà giờ gách gưới hết trơn kìa đó. Không có gì hết trơn kìa đó, không mà cậu thấy mà cô cái nhà sau mình là đã nấu cơm nước nhưng mà mưa lại là nó dột đến nỗi là sình lầy hết trơn. Ừ, lên sình nhóc hết trơn luôn, cho lên láng hết trơn luôn rồi. Cô la chó để nó ồn quá. Chó này của thằng đó nó tha quá trời luôn á. Thôi, đi. Ôi, chú anh chị ơi, đi cái... nó mày lì quá à. Đi nghe không? Để cho anh ta nấu chuyện nghe không? Ngồi đó đi. Hồi chỗ này là chỗ cô nấu cơm hả? Ờ, chỗ nấu cơm nè. Đó. Nấu ấy đó, rồi cái lò nó lỡ rồi mới mua cái lò nữa, mót tiền đặng ôi mua ơi. Mua thêm nữa, mua được cái lò. Đi lâu lâu cái được cái lò. À. Rồi người ta cũng rồi là cô đi hái rau ở đâu lận? Đi vòng ở mài lộ mà đường chùa. Dạ. đường xã này đi ra. Dạ. Rồi có gào ốc rồi cũng có hết trơn á. Quay. Trời ơi, ở đây là giống như ở ngoài ruộng quá ha, sình là sình quá trời luôn á. Trong nhà mà giống như ngoài ruộng vậy đó cô chú anh chị ơi. Khi trước là xây nhà mà không có đổ nồi lên cao. Không. Không có được cái gì. Rồi mấy cái nồi này là sao đó? Mình để đây. Cái này mới tính chùi, chính lao rồi nặng đi bẻ rau nữa nè. À, vậy à. Là bữa nay cô có đi bẻ rau chưa? Chưa, đi tính đi nữa nè. Dạ. Ờ, à, sửa sẵn rồi. Sửa sẵn đi đó, dọn rau rồi đó. Rồi dạ. Đi bán cho người ta luôn. Dạ. Bẻ rồi đi bán cho người ta luôn. Rồi giờ đương chùi nồi hồi nãy lựa rau cho rồi. Dạ, rồi ở đây là mấy cái đồ tủ mình để gì? Không có để gì hết luôn, để đại đại gì đó. Tại ở mẹ đây con buồn của cô ngủ hả? Ờ, cái đó là ngủ nè. Dạ. Ừ, ngủ. Trời ơi, quá trời khổ luôn rồi cô chú anh chị ơi. Cái tủ này lâu lắm rồi, tại dưỡng nó là để lên thôi đó. Dạ. Không có bỏ. Ừ, để hoài vậy lâu năm rồi. Dạ. Ừ. Chứ không phải mãi đồ đâu có đồ. Cứ hôm nay gia đình mình có gì ăn cơm chưa bữa nay? Bữa nay mẹ đi được 10.000 mua tép. À, rồi đồ ăn để đâu con không thấy không? Đồ ăn để đây. Rồi nồi cơm này kia của mình đâu? Đây. Đây là nồi cơm đó hả? Nồi cơm. Đâu cô mở coi cho cô chú chị xem. À, mình nấu cơm củi luôn hả? Nấu cơm củi. Có cơm điện để nấu không? Không luôn. Không có luôn. À. Rồi bữa nay được tép ăn hả? Được dạ, 10.000 mua tép. Được tép nè, 10.000 mua tép nè. Nè. Quá trời rồi cô chú anh chị ơi. 10.000 nè, hả? Mẹ con ăn mới hồi nãy ăn. Dạ. Ăn rồi tép với cơm nhiêu đó đó. Dạ. Ăn cơm cái tép ra rồi nấu cơm gọi xong rồi nè. Dạ. Nấu rồi đó. Mẹ nói nấu đi để đi tao ăn chút hoài rồi. Dạ. Thành ra nấu hơi nhiều chút nữa, hồi nãy lộn đói quá trời luôn, nấu cơm cho nhiều đâu ăn đâu. Để tới trưa ăn nữa, ăn tới chiều luôn. Nguyên một tép này chắc ăn cả tuần không? Cái này hả? Dạ. Ăn nhín hoài luôn à, chắc ăn nhín hoài luôn, rồi khô quá à. Khô. Dạ. Được lại rồi mà chiều á lại hâm. Dạ. Ừ. Lại hâm cái mình xào hâm lại cái để đặt thí dụ có xả hả? Dạ. Lại rảnh đã chặt lại cái bầm lại cái mình để mình kho lại nữa. Dạ. Cho nó khô gan nữa là ăn. Đó. Dạ. Ừ. Rồi chan nước ăn cũng được. Dạ. Chị á. Rồi ở nhà mình còn gạo không cô? À, cũng còn mà hôm qua người ta cũng hơi tù nghiệp xả người ta cũng cho. À. Ta cho được chục ký cũng đỡ rồi. Mà dạ. Mà tiền thì một hạt đó. Tiền thì ít, tiền không mấy gì có. Đây kính thưa cô chú anh chị, ở nhà cũng không còn, không có gì hết trơn, tủ này kia, đồ đạc này kia cũng không có. Rồi tối là bà ngủ ở đây mình hả?
bà ngủ mình ơn. Rồi dân mùng ở ngoài đây. À mùng đó, đó cho bà. Sao con thấy mấy cái mà này trăng bà, đó mình để lại. Bà chói nắng quá trời rồi để cho bà đỡ đỡ. Chói nắng hả? Ừ, chói nắng rồi cái nó nắng quá trời đi rồi che luôn. Che cho bà đừng có nóng quá cho bà ngủ. Dạ. Người bà già quá bà nói thôi tao nóng quá tao ngủ không được, cái bà đi tùm lum tùm la hết trơn ở ngoài đường mày xăng gì đó tùm lum hết trơn, thấy tội nghiệp bà không được dắt ngủ ha. Rồi thành ra che ra đó cho bà cho bà ngủ. Cho bà ngủ rồi mới khỏe. Bà nực quá rồi che vậy nó đỡ một chút. Dạ. Cho gia đình cô mình cũng như có con cái gì không? Cũng có mà con cực khổ nghèo quá, cũng cực khổ cứ đi mần ăn vậy đó, tới dần gặp vợ rồi đi bên vợ không à, mà vợ hiếp lắm. Vợ làm tội cô với nó tới mấy người con lận? Ba thằng trai rồi thằng thì ở bên đây đó, ở đậu bên đây nè. Rồi với mà hai thằng đi chảnh mặn. Mà không biết lúc bệnh rồi đó dịch đó không có về được luôn tới giờ luôn. Có gửi tiền giúp đỡ cho cô ít nào không? Hôm đó thì có gửi cũng đỡ có gửi vài trăm gì đó, 200-300. Con gái thì cũng có chồng bên chồng mà cho 300-200. Rồi trong khi thằng lớn hả, thằng trai á nha. Còn con gái hả, sợ chồng quá, sợ bên vợ á, chồng quá bên mẹ chồng quá thì cho có 1 ký gạo. Với một hũ mắm nhỏ rồi đem lại cho mẹ. Rồi cho có 50.000. Rồi hai đứa con. Vậy đó, có ai đâu, có chồng có vợ hết rồi, có mình ơn tôi ở nhà với mẹ thôi à. Vậy đó. Bà, nó dặn. Bà nãy bà có chia sẻ là tới mấy người con lận? Bà có 2 người hả? Nhưng mà hiện tại người kia thì không có chăm sóc bà, chỉ có mình cô hiện tại hả? Cũng chăm sóc của mình ơn tôi à. Có mình ơn tôi không đó, đi bẻ rau thì chiều gì à. Công việc của mình không có làm nghề gì khác hơn cô? Không làm luôn. Đi, cũng đi làm hồi đó mà đi làm hải sản rồi đó, rồi con mắt nó không thấy rồi với thằng tay nó tê rồi nghỉ luôn. Rồi ở ra căng tin á, rửa chén rửa gì đó. Rồi cái người kia người ta giận á, người ta không muốn cho làm á, cái người chủ á nó hôi nghèo với nhau làm đi làm được nhiều lắm. Nó nuôi mẹ tới giờ luôn. Sao có vậy là khi đó là trước cô cũng có đi làm căng tin ha. Cũng có làm căng tin. Làm được mấy năm rồi đó cô? Không, cũng làm hơi vài tháng là gì à. Dạ. Tại mẹ ở ơn. Dạ. Rồi lúc đó bà cũng bệnh á. Dạ. Rồi không có gì ăn, cái đi lên xuống gần để đem tiền lại cho bà nuôi bà. Nhưng mà sao bây giờ không có làm nữa vậy cô? Giờ không làm nữa tại bị muốn bệnh cái tê cái tai á. Dạ. Làm không được thì con mắt mình á là hơi không vô trong chổng không thấy đường. Dạ. Mà cái tai thì làm nó không có lẹ nữa. Dạ. Đó, làm giặt thì được. Làm được. Cho nên là cô mới nghỉ. Rồi mới nghỉ. Nghĩ nó hơi khỏe chút đi tại vì nó cũng thấy nó hơi mệt á. Dạ. Hơi quay vậy thôi chứ mình mặn nhiều trời không ăn luôn á. Dạ. Cô mặn rồi cô không ăn luôn. Cô cứ ráng mặn cho người ta cho rồi xong con chuyện, người ta nói ăn đi đừng có ấy, mặn rồi thì ăn đâu có được. Dạ. Mặn cho rồi con chuyện rồi hết trơn mới nghỉ rồi uống cà phê ly là nghỉ. Trời ơi. Là về luôn, là đem tiền về 70.000 là về đem cho mẹ. Dạ. Vậy đó. Ngày nào cũng 70 hết trơn á. Dạ. Bây giờ nghỉ luôn mẹ. Dịch bây bệnh giờ, bây giờ nghỉ từ đó dịch bệnh tới giờ nghỉ cô luôn. Cũng không có còn cái kinh tế nào để lo gia đình hết. Không luôn đó. Nên, khổ luôn đó, hồi dịch bệnh á tới giờ là khổ luôn đó. Rồi không biết cái căn nhà của mình ở đây xây dựng lâu chưa cô? Cái này là cũng lâu lắm rồi, mấy năm rồi đó. Dạ. Tại vì cứ dưỡng thành ra mà là ở vậy thôi, tính là mình cứ làm vậy đó. Dạ. Tới dần dịch bệnh tới giờ nghỉ luôn, đâu có làm được chuyện gì đâu, ăn sống không nổi. Dạ. Gạo con không có ăn rồi, tiền con không có nữa. Bây giờ chị có bán rồi, hàng ngày cô đi hái rau rồi tôi đi bán ở đâu, ra chợ bán hay sao? Ra chợ bán, không ấy bán cho xanh quanh đồ cô bác anh chị rồi người ta hỏi mua đó. Dạ. 5.000 10.000 đồ đó thì bán cho người ta đem lại bán, tới chừng rồi hả đi tới chợ Mỹ Hương lận á. Dạ. Mấy người ta cần ở chỗ chợ người ta ngồi bán. Dạ. Người ta cần ký 10.000 đó. Rồi mẹ, hôm nay thì cô cũng chưa có đi hái hả? Chưa. Rồi hái là thường là tới mấy giờ là mới được đi bán? Cũng hái tới chiều rồi mời mới đi bán luôn nữa. Nhầm khi á, tại vì đi hái vắt này nè thì ba hái lâu lắm. Rồi cái tới chừng hái được nhiều á thì đi cân cho người ta liền. Dạ. Tới chừng hái được ít á thì để mót lại mời mới được đi bán nữa. Vậy đó, nó không đủ á. Nhà còn ruộng đất này kia làm ruộng đi không cô? Không có cái gì hết trơn, có nền nhà này không à. Ở không à.
không có cái gì hết trơn. Bởi vì nhà nhà nước mấy ổng đồ, mấy cháu đồ, mấy em đồ, mấy anh đồ thấy thương tội nghiệp thì cho đi. Chứ còn đất có đất thì cho nhà cho cửa tôi mang ơn. Thiệt, cho nhà cho rồi, cửa. Khi trước tại sao mình lại mua được có ít miếng này mà mình dán ở đây không hiểu hả cô? Cái hôm đó là đi bán đất mẹ đó. Dạ. Bán được một chút em nó lấy đi rồi mình dành được một chút lợi gì thì lấy để lợi nặng mua luôn đó. Bán đất gì? Cái đất nền nhà đó. Rồi được nhiêu tiền? Được hôm đó 70. Rồi người em lấy hết hả? Em hằng lấy để nuôi cho mẹ nè. Rồi lấy hết nhiêu tiền? Cũng nó cũng bao nhiêu tiền rồi cũng 40-50 rồi. Rồi còn nhiêu thì tôi có 2 triệu nuôi mẹ rồi đi bằng ăn sống vậy thôi chứ tôi không có cái gì hết luôn. Rồi sao mà bán 70 mà được sao có 2 triệu vậy? Tại vì tôi lấy để cho nó là nuôi mẹ. Nhưng mà tại bây giờ đó người đó nuôi. Lại không nuôi. Người đó là lấy hết luôn 70 triệu cho có 2 triệu thôi. Mà người lấy nhiều lại không nuôi. Đó. Rồi lại tới giờ cô người có 2 triệu mà cô nuôi mẹ tới giờ. Đó thấy chưa, tôi thì mẹ tôi có cái nợ lại đây á. Rồi bây giờ cái người mà lấy nhiều tiền đó bây giờ ở đâu rồi? Ở bên Trà Lây Cầu Sập á. Nhưng mà bây giờ là cô không có qua thăm mẹ, không có lo cho mẹ gì hết hả? Không. Không đi, không. Cũng có cho vợ chăm. Cũng có. Cũng lâu lâu cũng 200, 200, 100. Đó. 50. Nhưng mà không chịu sửa nhà, lúc đó có tiền sao không dám sửa nhà cho mẹ ta? Thì đó bởi vậy mới nói, nó nói để vậy đi, nó nói vậy đó, để vậy đi. Tôi nói tôi hả, bây giờ mày nói vậy còn chị thì nuôi mẹ rồi mày lấy hết rồi mày nuôi mẹ đi vậy rồi mà mày cũng phải nuôi bả đàng hoàng đi, tao thì giao cho mày hết rồi, tao phải chịu, tao đựng cực khổ kệ đi, bây giờ cưng nuôi mẹ đi. Giờ hả bả cũng lại đây hoài. Cô cũng lại nuôi bả luôn. Nhưng mà căn nhà này là trước giờ là cũng của cô thôi đúng không? Nhưng mà vì ảnh không có nuôi mẹ cho nên cô mới qua đây ở. Đó vậy đó, bởi vậy nó. Nhưng mà bên kia là cũng như là có cho bà ở không? Ở đây hả? Bên kia kìa. Rồi bên kia cho bà ở đây hả? Là ở bên nhà ổng hả? Ở bên bà. Không, cũng biết nữa. Mà bà cứ đi hoài vậy đó. Đi lại đây hoài vậy. Rồi sao bà không ở bên kia bà? Dạ. Con dâu mà ở này con ruột rồi con dâu tôi không ở. Mới có con dâu mà. Dâu. Ý là sao? Là bà nói bà sao? Bà nói con ruột ở với con ruột chứ không ở với con dâu. Sao vậy bà? Hỏi bà tại sao vậy? Sao vậy? Sao không ở với con dâu vậy? Con dâu không bằng con gì. Ở con mình ở con dâu mà không bằng con ruột. Có la lối gì bà vậy không? Hỏi coi. Mà có nói gì la bà không mà bà ở không được? Không la đâu. Không. Tại yên tâm con đâu, người ta mình yên tâm ba. Không phải con gái mình đâu. Không phải con gái mình đâu. Cái đó lương tâm của người ta không có thương một cũ bà. Không thương bà mới lại đây là con ruột không thương. Chắc vậy rồi, người ta lấy tiền thiệt. Mà cái thằng chồng đó nó lấy tiền thiệt cho con dâu á, người ta không có chắc thương, có ý bả không thương. Thành ra bả chạy lại đây là con ruột. Bà qua đây ở lâu chưa cô? Đâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? Cũng nhiều năm rồi. Bả ở hoài vậy hả? Mấy chục năm rồi. Ở cũng 40 năm rồi à. Bả ở lâu lắm rồi đó. Bả ở nhiều năm lắm rồi. Rồi mới có đi chỗ thằng em vài bữa cái bả lại cái bả về đây ở nữa. Chứ bà đâu có ở bệnh, bà nó không biết nó nuôi bà làm sao. Rồi cũng như sao bà không ở chung đi? Không yên. Hả? Chung dâu không yên bằng con một mình. Không yên hả? Rồi có la bà không mà không yên? Nó không la gì đâu. Có nấu cơm nước cho bà ăn không? Không nấu cơm cho bà ăn thiệt. Mà tại sẽ yên tâm trong mình, con dâu sẽ không bằng con mình ruột. Là chăm sóc bà tốt không? Chăm sóc mà nuôi cao nuôi gì cho bà ăn đầy đủ. Dạ, nhưng mà tại sao mình lại không có muốn ở hả? Sợ không muốn ở người ta, bị chúng mình không yên tâm ta, sợ người ta mất đồng chúng mình ta cho không cho mình thấy. Dạ thì kính thưa cô chú anh chị thì nãy giờ chung cũng trò chuyện đó thì cũng bà cũng chia sẻ là cũng như là bà không ở được với người con dâu thì bên kia lúc trước cũng có bán nền đất
cho nên cũng được ít tiền. Và bà không ở được cho nên mới qua ở chung với cô. Cũng 40 mấy năm rồi ha. Bây giờ cô cũng cô chú anh chị có thể thấy ở trong nhà cô đây cũng rất là khổ, đi bán cũng như là đi bẻ rau, rau muống, rau này kia để mà sinh sống hàng ngày. Và nhà cửa thì cũng không có ruộng vườn để mà mưu sinh nữa. Còn những người con thì cũng có gia đình đi ở riêng, đi xa nữa, cho nên cũng không có tiếp mình được chút nào hết. Rồi ở đây thì cũng gia đình mình có được thuộc diện hộ nghèo không cô? Hộ nghèo tại vì hôm đó sinh rồi không có, gán đi mặn ăn vậy thôi chứ không có. Dạ, bây giờ là cũng không có hộ nghèo hả cô? Không. Có hộ khẩu, có này kia giấy tờ đầy đủ không? Có á. Dạ. Rồi bên cái gia đình của em, của cô đó, gia đình cũng như khá giả lắm không? Người ta cũng đỡ lắm. Người ta có tiền, con lớn, con gái không à. Ba đứa người ta đi mặn nhiều hơn tôi khổ hơn ta. À. Tôi cũng hơi yếu hơn người ta, không có tiền bạc gì trơn. Người ta giàu, tôi thì nghèo lắm. Thì... Nhưng mà nghẹt cái bên bển cũng như là gọi là đủ ăn đi, nhưng mà bà lại không thích ở, không thể nào hiểu nổi. Không hiểu nổi thiệt, như là muốn ở với cô. Yeah. Tại bà muốn ở với cô, cho bà ở đi, giờ biết làm sao, bây giờ bà lớn tuổi. Yeah. Cho bà ở với cô đi, nếu mà ở với em được thì ở không được ở với cô đi, cô chịu. Yeah. Cô cũng chịu, nếu mà ở được bê lâu thì ở. Yeah. Cô phải chịu cho. Ở đây thì cô cũng rất là có hiếu, cô chú anh chị thì nhà tuy khổ, gia đình tuy nghèo, nhưng cô vẫn còn một cái tình thương và một cái lòng hiếu thảo rất là lớn. Với lại cũng như hàng tháng, nếu mà kia cô có thể nói với người em, nếu mà bà ở đây cũng được, nhưng mà phải có một cái trách nhiệm mà mình phụ giúp cho bà. Có là thường hàng tháng là cũng như có gửi về ít không để mà phụ không? Có, cũng có á. Cũng có nói tội nghiệp người ta đi, người ta cũng cho vài chục, vài trăm kệ phụ thợ chút đỉnh. Dạ. Cô cũng không có bao nhiêu đâu, mà tại mẹ thì cũng gán đi. Dạ. Vậy thôi, gán đi, tại mẹ già rồi, gán đi được 5 ngàn, 10 ngàn gì cứ sống với mẹ con vậy đó. Dạ. Vậy đó, chứ không có gì hết trơn á. Nếu mà em nó giúp được thì cũng mừng ơn vậy thôi vậy. Anh em chị đồ giúp được cũng mừng ơn con cháu lối xóm đồ đó. Dạ. Nó thấy thương cũng cảm ơn. Dạ. Chứ không có gì hết trơn. Rồi mẹ già. Dạ. Cũng như cô nói là cái nước xài của mình ở đâu mà người ta tắt, rồi cô có thể dẫn con đi quay cho cô chú anh chị xem chút không? À. Cái chỗ nước á, cô nói bây giờ là mình hơi không có tiền đóng mà tới nỗi cắt nước luôn. Đây nó có đồng hồ ở đây. Đâu đồng hồ đâu cô? Đồng hồ nước ở đây, quay ở đây. Đâu đồng hồ nào? Đây nè, đồng hồ ở đây nè. Nhưng mà bây giờ nước không chảy vô nữa hả? Không phải, như là tại vì nó mà đóng tiền bữa nay hàng kia nó dùng đóng rồi có nước tới chiều. Dạ. Có nước mà cô thì xài không mấy gì có xài. Dạ. Rồi cô có tiền đóng một tháng này thì có xài được. Một tháng là bao nhiêu tiền nước? Tại vì mình xài cho nhiều cho ít. Như đồ... bây giờ thời nhiều đi là một tháng cô đóng hết nhiêu tiền? 100 mấy à? Nếu mà xài cho nhiều quá nha. Trời ơi, nước đóng dữ vậy. Cứ như là xài giặt này giặt kia mà cô có hơi giặt mền mùng gì đó. Cái đó là 100 ngàn, đỡ không giặt thì vài chục à. Có 20-30 à. Dạ. Có 20-30 à. Hai nhà xài chung hay là một nhà thôi? Hai nhà xài chung cái nhà đó đó. Nhưng thì mà cái nước nhà đóng cô... tiền là một mình cô đóng thôi? Không, mà một mình mà đều không phải người ta cũng tiếp. Người ta tiếp đóng không à. Dạ. Cô thì xài ít lại. Dạ. Cô xài ít lại người ta đóng. Người ta đóng lại, người ta đóng 100 ngàn gì đó là cô xài lại ít vậy đó. Đặt thí dụ vài chục vậy đó. Dạ. 5-10 ngàn hả là 20 ngàn hả là 15 ngàn gì đó. Dạ. Mình xài ít thôi. Còn phía sau đó là cũng là con ruột của cô. Con ruột cái thằng đó đó nó ở có vợ riêng rồi đó. Nó con ruột đó, nó ở cho nó ở đó đó. Cái đường này nè chừa cho nó đi nó cho nó ở đó rồi nó tiếp đóng điện với đóng nước nó ngay đi. Dạ. Rồi chừng nào nó không có đóng thì cô cũng đóng tiếp. Dạ. Vậy đó, vài chục vậy đó hả? 5-10 ngàn vậy đó hả? 20 ngàn vậy đó hả? Rồi con thấy cái căn nhà cô cửa này sao mà nó gãy nát hết rồi hả cô? Trời ơi, mở lên, mở xuống nè, nó vụt cái này nè. Rồi tối nó cô đóng cửa sao? Đóng như dở quá trời luôn á, dở cái cửa hoài luôn á, dở. Rồi nhầm khi mẹ bả thức sớm đi thì bả dở không nổi hơn hả, cái đèn cái đùng cái đằng gì đó còn hơn là cái gì nó hết hồn hết chía luôn.
cái bả mở rồi ấy nó khổ vậy nè. Đó thành ra tính đi mua cái đồ làm á cái cũng không tiền. Thành ra mới để vậy luôn, đóng vậy luôn. Cửa sổ cũng vậy luôn á con. Cửa sổ lâu lắm đó. Không có làm được luôn. Tính móc móc tiền hả? Mình che lại cái xu cái miếng vậy thôi hả con? Che bằng đêm sợ. Rồi tối rồi cô đóng cửa sổ đóng, sao? Đóng vậy nè, đóng kéo nó vậy. Kéo nó vậy. Rồi dở lên vậy nè. Đóng. Rồi cái che nó vậy nè. Nếu mà mưa thì cũng che vậy luôn. Mưa cũng che vậy luôn á. Đâu có gì đâu. Nhà sau con thấy lầy lội quá trời rồi cái... Mà nhà sau nó lên quá. Tôi đi hả, là cô đi hả, bắt đầu hả? Nó ăn nước ăn, trời ơi, muốn lỡ dò cái sức thuốc hoài luôn mới đỡ. Đâu cho cô chú anh chị xem. Mà cái này thì hả? Muốn hết rồi, sức thuốc hoài nè, muốn hết luôn rồi nè. Nước ăn chân đó con. Nước ăn chân nè, đó thấy không nè, đó thấy chưa nè, đó nó ăn chân đó. Rồi, ăn hết chân luôn. Nước ăn chân vậy là cô đi bẻ rau sao mà được nữa. Bẻ giống như đi về thì sức thuốc nữa. Đi về là sức thuốc nữa. Đi rồi sức thuốc nữa đó. Rồi cái phải về sức thuốc rồi đi nữa. Sức thuốc rồi đi nữa, đi bẻ nữa. Yeah. Rồi bây giờ con xin phép cô vô trong nhà đi. Cô chú anh chị ơi, nãy giờ cô chia sẻ đó thì hái rau không mà nước ăn chân lỡ lét rồi thêm nữa nhà nói chung một cái thu nhập 20.000 là cô chú anh chị sao mà đủ để mà sinh sống như vậy. Người bà thì cũng như là lại thích sống với người con gái chứ không có muốn ở chung với người con trai, không ở được với người con dâu ăn. Rồi xin phép cô ngồi đây, cho cô ngồi chứ. Rồi sáng giờ bà cơm nước gì chưa hả? Ông tép rang đó. Ông tép rang đó. Mà bà có mấy ăn con chén nhỏ thôi. Bà có bảo hiểm không? Bà có bảo hiểm khám bệnh không? Có. Khám bệnh là có bảo hiểm khám bệnh đó. Nhà có bảo hiểm cũng đỡ. Đi xin thuốc bà uống mỗi bữa cũng được. Từng đi chứ không đó, từng đi không đó. Bà cho thôi, bà xin thuốc hoài à, nói ngay đi cũng đỡ. Không mua. Rồi có bảo hiểm. Nói ngay cho bả cũng đỡ cho cô. Cô giờ cô có muốn đi làm việc gì khác không hay là theo mong muốn của cô đó, cô có muốn đi làm việc gì khác không? Cũng có mà không biết đi làm cái gì cho nó được đây nè, là mới làm cho rồi lại ra vô với mẹ vậy đó. Cũng... Cô có hay đi dặm lúa hay gì không ở đây? Cũng có, mà hôm qua tính đi hỏi cắt lúa, giờ tới đợt lúa rồi, đi cắt lúa. Mà hỏi người ta nước lúa nằm á, hỏi coi chủ có mướn không. Rồi mới cho chủ mướn đi, mình đặng cắt vài tầm đất cũng được. Đặng kiếm tiền cho nhiều. Bây giờ chưa có tính đi bẻ rau gì đó là đi hỏi nữa đó. Hỏi coi chủ ở đâu gì đó, có lúa chín rồi đó. Mà không ấy cũng mót. Kiếm lưỡi hái, tính mua lưỡi hái á, một cây đi mót lúa cũng được. Bây giờ đương lúa cắt rồi đó. Đi tính đi hái rau rồi đi hỏi vậy đó. Mà lúa gần chín rồi, cái đường mà chà ông mà chùa nè, đường xã đi ra nè. Giờ lúa chín rồi, tính làm vậy đó, cũng không biết đi làm sao. Rồi giờ cũng như hôm nay con cũng được sự giới thiệu cũng như của một người chị nãy nó có dẫn con đến đó. Thì theo cái mong muốn của cô thì cô có muốn cô chú anh chị giúp đỡ mình như thế nào, cô có thể chia sẻ đi ha. Có, cũng muốn cho có tiền ha, có bạc gì chút ít làm cái gì ha, là hoặc là cái gì đó thì cho đi hàng ngày gì kiếm tiền sống gì đó là được rồi. Cho bây giờ bẻ rau nữa được, cũng bẻ rau bẻ gác vậy mà tới hồi bữa không có bữa có vậy đó. Bây giờ cô muốn giúp đỡ như thế nào á, giúp đỡ cái gì á, cô chia sẻ coi cho cô chú anh chị nếu như hữu duyên cái phần phước của mình á thì có thể giúp đỡ mình. Mà như là phần phước cứ như tôi nói cho mấy cháu mấy em đồ đó, giúp đỡ cái vụ tiền chút ít nào hả là gì đó, thì hoặc làm cái gì chuyện gì đó nặng sống hàng ngày cũng được. Con muốn sửa nhà lại hả? Rồi muốn sửa nhà chút ít lên rồi cho nó cái khăn trắng ở dưới nền nè. Cho nó hơi được một chút, cho xi măng đồ đó cho đi cho khô cho bà già đi một chút đi.
Dạ. Ờ, tội nghiệp bà cứ lại đây hoài, bà phái đi vậy đó, đi khô ở trong nhà quanh vậy đó. Rồi nói vậy đó cũng tội nghiệp bà. Dạ. Ờ. Cô nói là với em, với cháu, với con cháu, với anh chị vậy đó. Dạ. À, nói vậy chung, đó. Mong ước của cô duy nhất chỉ muốn tráng nền cái nền nhà. Ừ. Ừ. Để đừng có sình bùng vá. À. Rồi ở nhà sau cô có muốn sửa lại không? Hay là cái nhà trước này có dột gì không? Ở nhà trước này. Cũng muốn sửa lắm. Nếu mà em, Út, anh chị, cô bác rồi đó cho sửa lại thì tôi muốn lắm. Muốn à, cho cái nền đồ nhà sau đồ trang trí cho nó hơi khô khô cho bả phái đi ở sau lắm đó. Ừ. Mà mẹ bả đi nè, đợi tự chiếc đi tới sau quá trời xình, bả cứ nhằn hoài rồi tôi không biết làm sao. Nói mẹ ơi, có tiền ở đâu bây giờ, hết tiền rồi mình phải gắng làm gì cho được tiền rồi nặng ấy, rồi không mấy xin anh em đồ ở đâu người ta thương tình á, giúp đỡ cho mình mang ơn nhiều lắm. Dạ. Yeah. À. Nói với mẹ vậy á. Té đau lưng rồi, muốn gãy lưng rồi đó. Dạ, té muốn gãy lưng luôn hả? Muốn gãy lưng rồi. Con đi làm rồi thương hết bận tiền bạc mới làm lại đó. Đi chứ làm sao á. Bà nói trời ơi, ta không biết làm sao mà nó không sửa cho tao, đâu có sửa được đâu. À. Nghèo không à. Đi sao? Đi mằng ngày vậy cũng không được bao nhiêu tiền nữa, bà. Sống nữa. Con có cho em chị bà không? Năn nỉ mẹ, mẹ ơi phan đi thôi, kệ già tuổi bây giờ xin anh em ở cấp trên là sao đó tiếp. Rồi cho mẹ chút ít nào cái nền trang trí cho mẹ là hơi khô khô cho mẹ sống giờ nào đó mẹ sống. Vậy đó chứ con cũng không biết tiền ở đâu nữa. Con đi mần ngày nào cũng được bao nhiêu ngàn không à, đủ ăn không à. Cho anh chị cô bác là cấp trên đó là người ta tiếp dùng, cũng mình mang ơn mà cũng đỡ một chút đó. Dạ. Chị đó. Thì hôm nay con cũng đến đây đó thì cũng nãy giờ có tìm hiểu đến hoàn cảnh của cô thì nói chung thấy quá trời thương đi, với cuộc sống của cô một ngày về thu nhập nó quá trời ít đi, rồi phải nuôi mẹ già cô chú anh chị. Thì hôm nay thì con cũng xin cũng như là giúp đỡ cho mình ít tiền ha. Cái này thì cũng được cô chú Mạnh Thường Quân ở nước ngoài cũng gửi theo con để mà giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay thì Trung cũng xin gửi cho cô là 1.800.000 đồng. Số tiền cũng được chị Thu Úc giúp đỡ 1.000.000 đồng. Và 800.000 đồng mà cũng xin cảm ơn đến chị Viên Trần cũng có gửi đến Trung để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Thì Trung cũng xin gửi số tiền để giúp cho cô có để mà mua đồ ăn này kia để lo cho mẹ, rồi cô thì để mua gạo này kia sinh sống qua ngày. Thì nếu được hữu duyên cô chú Mạnh Thường Quân sau này thì có thể giúp đỡ mình nhiều hơn. Thì trước mắt thì xin sẽ gửi cho cô 1.800.000 đồng, chứ còn xin gửi cô. Thì số tiền này cũng được chị Thu với lại chị Nguyên Trần, thì cô cũng gửi lời cảm ơn đến vậy từ chị Thu với mà em Thu với bạn Trần. Dạ. Cô Nguyên Trần là cho số tiền này cảm ơn rất là nhiều, rồi mạnh khỏe hết trơn tất cả anh em anh chị hết trơn, là cấp trên gì đó, ở đâu đó mạnh khỏe hết đi. Rồi tiếp tôi là được nuôi mẹ. Mẹ già tới đâu hay tới đó mà cho nền cho cấp trên đồ anh em đồ chị đồ là tìm hiểu được đó, là tiếp tôi cái nền nhà đồ cho mẹ với nhà sau đồ đó cho tôi đi, rồi tôi mang ơn nhiều nữa. Dạ. Thì nói chung với số tiền bao nhiêu đây đó, bao nhiêu cô làm khoảng bao lâu, cô đi bán ra bao lâu mới tích góp được bao nhiêu đây, nếu mà cô suy nghĩ hết góp cái này là bao nhiêu hả? Cũng lâu lắm à. Dạ. Nếu mà ấy cũng nhiều, cũng lâu lắm á. Dạ. Nhiều lắm. Cũng lâu. Đã bao lâu rồi cô không có được cầm một cái số tiền như vậy? Mừng lắm. Nhiều này thì mừng lắm á. Bao nhiêu này mừng lắm á. Biết sao không đi, trời ơi. Quá trời luôn, không có được bao nhiêu tiền nữa nè. Thiệt á, bởi vì anh chị con cháu em Út đồ cô cháu đồ này kia nọ đó là tiếp như vậy là tôi mang ơn nhiều lắm rồi đó. Thiệt á, đi mận một ngày cũng được có 20.000. Dạ. Rồi được tiền bao nhiêu này sống cũng hơi đỡ một chút.
có đồ ăn, đồ chút đỉnh, đồ cũng đỡ đỡ cho hôm nó hơi khỏe khỏe. Ngày hôm nay có tiền này thì cô mua thịt ăn đi. Mua thịt chút ít gì đó ăn cho đi, nó chứ khỏe khỏe. Bữa giờ cô chia sẻ mà không có được ăn thịt, trời thấy thương quá trời luôn. Đúng rồi, không có miếng thịt nào ăn. Bây giờ bữa nay cũng có tiền mua thịt chút ít ăn. Cũng 20 ngàn. Dạ. 20 ngàn vậy thôi, ăn đồ được chút ít chị đi. Rồi được rồi, cũng không có sao nữa, cũng được ăn rồi. Cũng có đâu, hồi đó tới giờ luôn không có một số nào hết trơn, không có một số nữa. Ngày hôm nay cô cầm được số tiền này cô vui dữ lắm không? Vui, vui dữ lắm, cũng hết, cũng vui dữ lắm. Tại được ăn mà thịt heo một chút xíu nào rồi cũng đỡ rồi. Rồi không có được mệt nữa, hơi đỡ đỡ chút rồi đó. Hôm nay thì nghỉ một bữa đi, nghỉ đi hái ra một bữa đi. Cái chân thì nó bị kia quá rồi, nghỉ bữa cho nó khỏe ha. Mai đi hả, tiếp tục. Mai đi ạ. Rồi tiền này thì mình cũng dành dụng đi để mình mua đồ ăn này kia. Có cái để mình ăn thì mới có sức khỏe. Chứ mà mình lớn tuổi mà mình không ăn uống được đủ chất này kia thì mình mới dễ bệnh nữa. Đúng rồi, thì bởi vì cháu nói vậy cô cũng phải ở bữa đi. Dạ. Ở bữa rồi cho nó khỏe anh chút. Dạ. Rồi chừng nào ấy rồi hả đi tiếp cũng được. Dạ. Tại biết sao không, mình nói mình nghĩ mà mình cũng phải tiếc, ăn cũng phải tiếc chút nào nữa. Dạ. Vậy đó, đi phải đi kiếm chút đích nào nữa vậy thôi. Dạ. Còn cô bác anh chị đồ cấp trên đồ anh em nào ở chỗn đồ thấy thương tình đó. Dạ. Thì cũng tiếp như vậy nữa, cũng hơi khỏe nữa vậy. Dạ. Thôi cũng tiếp với nhau. Dạ. Cảm ơn nhiều cho. Dạ. Mạnh khỏe hết luôn tất cả. Thôi bây giờ hôm nay con cũng đến đây thăm gia đình bao nhiêu hen. Cũng xin chúc cô với lại bà thật là nhiều sức khỏe hen. Rồi thì cũng hy vọng sẽ được sự thương yêu giúp đỡ cũng như đến từ quý cô chú hen. Thì thôi bây giờ hôm nay con cũng xin phép đi về thì cũng dạ. Thôi vậy con xin phép về các bà. Trong ông trời ông đã kêu mạnh giỏi cho con cháu mạnh khỏe, bà nói vậy. Bà nói vậy, bà già vậy đó, bà già. Rồi cậu với cô nói vậy, cô nói là cậu đi cho khỏe khoắn đi, rồi lại tiếp coi xem nhà xem cửa cho tôi vậy đó, thì cho tôi bao nhiêu đi rồi tôi mừng lắm. Dạ. Mà cái chuyện này thì tôi cũng tiếp tục nữa, cũng đỡ đỡ tội nghiệp. Rồi vậy thôi bây giờ con cũng xin phép về ha. Cũng xin cảm ơn đến quý cô chú anh chị rất nhiều đã theo dõi video này của Hoàng Trung TV. Và tôi cũng xin kết thúc video tại đây và cũng xin hẹn gặp lại với cô chú anh chị trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.